Alright, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với Phương Vũ. Thì bây giờ mình đi coi cái căn nhà thứ hai cũng tại thành phố Torrance. Căn nhà này được rao bán là 1.190.000, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, rộng 1.600 square feet và lot size là 5.600 ha. Nó bự hơn căn nhà hồi nãy, thì giá nó mắc hơn. Và cái nằm ở nhà này thì mình thấy cái địa thế của nó cũng rất là ok, better hơn cái nhà hồi nãy á. Nó là ngay corner lot luôn. Thì bây giờ mình sẽ đi tới coi và được ý kiến của mình đến cho mọi người. Xin hẹn gặp lại mọi người trong một vài giây. Ok mọi người, và đây là cái khu vực trước nhà của căn nhà này ha. Căn nhà này thì là một cái căn nhà corner lot ha, rất là yên tĩnh và rất là tiện lợi trong một cái khu vực an ninh, và nói chung là nằm ngay cái mà mình thích luôn á. Nhưng mà con cái nhà này cái giá nó vẫn hơi cao so với thị trường. Thì bây giờ mình quay bên ngoài cái khu này đến cho mọi người, và quay luôn cái nhà bên ngoài ha, khu vực trước nhà của căn nhà này. Căn nhà này cũng là căn nhà rất là xinh xắn. Ở phía trước thì chúng ta có một cái bãi cỏ rất là đẹp ha. Nói chung ra là họ cũng sơn sửa lại nhà cũng rất là tỉ mỉ rồi. Cái màu xanh là cái màu mình cũng khá là thích ha. Cái nhà này thì nó chỉ có một cái gara thôi, giống như cái nhà hồi nãy. Torrance thì đa số cái đất ở đây nó rất là nhỏ, nó nhỏ hơn Cadena nên khu mình ở, nên không có nhiều cái potential để mà chúng ta có thể xây ADU hay này nọ. Cái nhà hồi nãy thì mình thấy vẫn có, để coi không biết cái nhà này nó làm sao ha. Bây giờ để mình đi vào trong coi. Ok mọi người, và đây mình vào bên trong cái căn nhà này. Thì cái nhà này bên trong thì lại rất là hoàn hảo, mình rất là thích, tại vì nó không biết sao nữa, những cái setup của cái nhà này nó rất là đẹp. Không phải chê vào đâu được, thì đó là tại sao mà cái giá 1.200.000 mình thấy nó cũng hợp lý ha. Thì bây giờ mình đi vòng vòng, mình đi coi. Nhà này thì nó rộng tới 1.600 lận, rất là bự, rất là spacious ha. Thì đây là cái khu vực kitchen, chúng ta thấy là họ làm lại rất là tỉ mỉ ha, sơn sửa lại nhìn rất là hoàn hảo, và nó có là open concept thì nó thông qua luôn với cái phòng khách ở phía sau và cái phòng khách ở phía trước ha. Chúng ta đây đó, đây là quang cảnh của cái khu vực phòng khách và nhà bếp ha. Cái nhà bếp, cái island này họ làm rất là đẹp luôn á. Đó là mọi người thấy không, họ trang trí, họ làm staging rất là bắt mắt ha. Đây là cái dàn tủ đó, dàn tủ cabinet appliances rất là đẹp luôn. Mình rất thích cái kiểu như thế này. Ok rồi, đây là cái khu vực phòng khách ở đây đó. Ok, đây là cái khu vực phòng khách ở phía sau ha mọi người. Rất là mình thấy rất là đẹp, rất là có nhiều cái space để chúng ta có thể sinh hoạt gia đình ở đây. Ở đây họ có luôn một cái closet rất là bự luôn, để mình mở cửa cái closet nó để ra là gì. Quá đẹp thật sự. Là cái nhà này 1.200.000 á, mình nếu mà mình có tiền thì mình vẫn bỏ ra, nó xứng đáng hơn cái nhà hồi nãy, tại vì họ rất biết là có đầu tư. Họ làm lại rất là hoàn chỉnh để chúng ta có thể spend một cái số tiền 1.200.000 vô cái căn nhà, thì nó vẫn là hợp lý hơn so với cái nhà anh kia. nhưng mà đối với mình đó thì 1.200.000 so với cái thị trường này thì vẫn còn khá cao. Vẫn còn khá cao, nên không biết để mình đợi thời gian nó coi sao ha, market như thế nào. Nhưng mà để mình nói chuyện với cái người listing agent coi thì họ có thể thương lượng cái negotiate cái giá lại hay không đó. Nhưng mà thật sự ra đối với mình thì cái nhà là một cái căn nhà rất là lý tưởng cho mình, rất là đẹp, giống như rất là, nếu mà hai vợ chồng với một đứa con, hai đứa con, thì cái khu này là một cái khu vực rất là lý tưởng để chúng ta có thể định cư và ở đây lâu dài ha. Trường học rất là tốt cho con cái. Đây là cái khu vực phía sau, họ có một cái phòng mini gym ở đây ha. Phòng laundry room ở đây. Mình nghĩ rằng cái này, cái patio họ build ra, họ làm một cái enclosed patio. Đó là tại sao mà cái nhà này nó lại rộng như vậy. Nhưng mà cái 1.600 có thể là họ extend cái khu vực này ra nè. Nhưng mà mình nghĩ rằng họ có permit nên họ mới để trên cái online ha, họ để trên MLS đó.
sàn gỗ đó họ làm lại rất là tỉ mỉ, rất là perfect luôn á. Mình đi ra coi. Mở sao đây. Rồi kéo ra. Thì đây là cái khu vực phía sau ha. Đối với mình thì tại vì cái căn nhà này nó chỉ có 5.600 của lot size thôi. Cái garage nó nằm ở đây, ngầm garage nằm kế bên, nó là cái attached garage, bên kia là cái driveway chạy vô. Thì phía sau này họ chỉ còn một cái khoảng góc vườn trống ở đây để chúng ta có thể sinh hoạt gia đình đó. Nếu mà cũng muốn xây thì chỉ xây được thêm chút đỉnh nữa thôi, extend cái garage này ra thôi không, đó là một cái được thêm, chắc được khỏi phòng ngủ với một phòng tắm nữa thôi là hết rồi đó. Cái garage này là convert luôn, convert là thành một phòng ngủ, một phòng tắm nữa, thì có thể phía sau này chúng ta được một cái hai phòng ngủ, hai phòng tắm, hoặc là hai phòng ngủ, một phòng tắm, có thêm một cái kitchen phía sau để cho khách khứa hoặc là cha mẹ ở phía sau cũng được ha, là một thành một cái khu vực in-law đó, hoặc là cho mướn cũng được, không sao hết. Khu vực này rất là dễ cho mướn luôn ha, không thành vấn đề, không thành vấn đề. Rồi ok, bây giờ mình đi đến cái khu vực tiếp theo của cái căn nhà đó. Bởi vì nếu mà đã đầu tư và đã muốn làm cho tới để mà bán cho nó dễ thì phải làm staging như thế này, rất là đẹp, rất là bắt mắt cho những cái người những cái người mua họ đến họ coi ha. Ok, và ở đây chúng ta có một cái khoảng sân bên hông nữa để chúng ta có thể sinh hoạt ở đây, vui chơi cho con cái nô đùa ở đây ha. Có những cái cây ăn trái và rất là dễ thương. Bên này chúng ta có những cái xích đu chơi này nọ, là một cái căn nhà rất là hoàn hảo cho một cái gia đình nhỏ ha. Đó. Ok, bây giờ chúng ta đi đến cái khu vực phòng tắm. Đối với mình thì khách của mình đa số là ở khu vực LA, OC và Riverside. Chưa có nhiều khách ở khu vực Torrance, tại vì có thể là họ không biết nhiều tới, họ có thể họ thiếu thông tin về cái khu vực này. Torrance và Gardena, mình thấy có một khá là nhiều cái người Việt Nam ở đây mà vẫn không biết tại sao là chưa có nhiều người biết tới ha. Đa số khách họ gọi mình là họ gọi ở OC hay là ở đâu không ạ. Ok, đây là những cái khu vực phòng ngủ ha, phòng ngủ và phòng tắm ở đây. Thì đây là cái khu vực phòng ngủ, cái phòng ngủ thứ nhất. Bên này thì chúng ta có cái một cái closet ở đây ha. Phòng ngủ thì cũng có hai cái cửa sổ rất là thoáng, hai cửa sổ rất là thoáng. Rồi thì bây giờ mình đi ra cái những cái phòng ngủ còn lại. Bên này chúng ta có một cái phòng bathroom, chúng ta có một cái phòng bathroom ở đây. Phòng bathroom thì họ cũng đồ thì đồ cũ nhưng mà họ clean up lại ra còn rất là ok, rất là mới ha, có cái skyline cũng rất là sáng sủa. Rồi bây giờ mình đi tới những cái phòng tiếp theo, thì cái phòng này là cái phòng ngủ tiếp theo ở đây ha, một cái phòng ngủ nhỏ nhỏ thôi, họ để trang trí cũng rất là đẹp, rất là đẹp. Rồi tiếp theo đây là cái phòng ngủ thứ hai, phòng ngủ cuối cùng. Phòng ngủ cuối cùng thì đó, đây là cái phòng cho con cái này nọ ha. Những cái idea họ làm cái staging rất là đẹp, những cái idea để cho trang trí cái phòng cho con cái mình sau này. Và đây là cái phòng tắm. Phòng tắm có standing shower ở đây. Standing shower ha. Rồi. Thì họ không có, cái nhà này nó có cái lợi thế như thế này là hai cái phòng tắm á, nó không nằm trong một cái phòng ngủ, thì nó không có phòng master bedroom, nhưng mà nó rất là tiện lợi cho chúng ta là không phải, chúng ta không có bị kẹt cầu đó, nó không có bị kẹt phòng tắm, là tại vì ba những cái người ở ba cái phòng ngủ này đều có thể xài được, share được hai cái phòng tắm này, nên rất là tiện lợi, rất là tiện lợi cho chúng ta để chúng ta có thể đi có nhu cầu vào, giống như là buổi sáng đi làm này nọ ha. Đó. Nói chung cái layout của nhà này khá là ổn, mình rất là thích, tại vì tuy là nó cũng không có quá bự, nó 1.600, nó mình nghĩ là nó vừa đủ cái không gian để chúng ta có thể sống thoải mái ha, cho một cái gia đình từ 4 đến 5 người hoặc 6 người cũng được
Đó. Rồi, mình xin dừng cái video đây. Nếu những ai thích cái video này của mình, xin hãy like, comment trên cái video. Và những ai có nhu cầu mua bán nhà cửa tại California, xin hãy gọi cho mình ở số phone là 310-480-7779, 310-480-7779. Xin chào mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong cái video tiếp theo. Bye bye.